Nhan sắc của gái một con trong showbiz Việt, tâm tiết Thủy Tiên, Trương Quỳnh Anh đều là những bà mẹ một con sinh mòn con mắt của showbiz Việt. Tâm tiết, hình ảnh tâm tiết xinh đẹp rạng rỡ xuất hiện cùng chồng sau sinh con trai đầu lòng khiến nhiều người hâm mộ phải nức lòng. Lần tái xuất mới nhất này của hot girl Hà Thành khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc đầm thắm mặn mà, quyến rũ của gái một con. Tuy cách ăn mặc và trang điểm của tâm tiết có sự thay đổi rõ rệt, chín chắn và trưởng thành hơn, nhưng nhan sắc tươi trẻ cùng vóc dáng gần như thời son rọi của cô khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thủy Tiên từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sau khi sinh con hơn một tháng đã lấy lại được vóc dáng nuột nà và vòng eo con kiến khi tung ra những bộ ảnh bikini sexy. Từ sau khi sinh con, gu thời trang Thủy Tiên ngày càng sexy và táo bạo hơn trước với những trang phục khoe đường cong cơ thể. Trương Quỳnh Anh, từ khi làm mẹ, Trương Quỳnh Anh chuyển sang hướng hình tượng sexy với những khuôn hình cực kỳ ấn tượng, khoe vẻ đẹp quyến rũ và bốc lửa. Nhan sắc và gu thời trang sexy của Trương Quỳnh Anh sau khi sinh con khiến không ít khán giả ngỡ ngàng. Hồ Ngọc Hà bước ra từ nghề người mẫu và tay ngang chuyển sang làm ca sĩ. Dù vẫn chưa được đánh giá cao về giọng hát, nhưng tên tuổi của cô đang là một trong những cái tên hot nhất trong làng âm nhạc giải trí. Sở hữu chiều cao cùng gương mặt lai tây, Hồ Ngọc Hà ngày càng xinh đẹp mặn mà. Đặc biệt kể từ khi sinh xong bé Subel, trông cô càng sexy và quyến rũ. Gu thời trang ăn mặc của cô cũng ngày một sành điệu và táo bạo mỗi khi diện những chiếc váy khoét sâu khoe ngực, khiến fan hâm mộ ngất ngây. MC Quỳnh Chi trở lại showbiz sau thời gian vắng bóng tập trung cho thiên chức làm mẹ. Quỳnh Chi theo đuổi phong cách gợi cảm, hot girl đình đám một thời, hoạt động trong lĩnh vực MC, ca hát và làm người mẫu. Gái một con Quỳnh Chi được nhiều người khen ngày càng xinh đẹp quyến rũ. Sau đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ Trần Văn Chương, cô vẫn đi về lẻ bóng. Quỳnh Chi chia sẻ rằng tuy đời sống riêng nhiều sóng gió nhưng cô vẫn cố gắng vui vẻ và lạc quan. Dốc tiền xây nhà thờ tổ 100 tỷ, nhà ở của Hoài Linh lại đơn giản đến ngỡ ngàng. Nhà thờ tổ và nhà riêng của Hoài Linh quá khác biệt, khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Hoài Linh là nghệ sĩ kiếm tiền như nước trong làng giải trí Việt. Ông từng khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi tuyên bố sẵn sàng bán mạng kiếm tiền để thực hiện tâm nguyện xây nhà thờ tổ vào năm 2015. Nhà thờ tổ 100 tỷ đồng của danh hài được xây dựng với quy mô rộng, cửa vào uy nghi như cung điện thời xưa khiến nhiều người phải choáng ngợp khi đặt chân vào. Dùng hết mọi tâm sức và tiền bạc cho nhà thờ tổ, nhưng bản thân Hoài Linh lại sống trong căn nhà riêng rất giản dị. Ngôi nhà riêng của đệ nhất danh hài Việt trông đơn giản như mọi gia đình, chung lưu khác ở Sài Gòn. Nội thất trong nhà được trang trí giản dị, không sử dụng nhiều vật dụng đắt tiền. Ngoài những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày như tủ lạnh, tivi, nhà danh hài sinh năm 1969, không có bất cứ đồ trang trí nào quá xa hoa. Nhà thờ tổ 100 tỷ xa hoa và hoành tráng của Hoài Linh, trong khi ở nhà riêng lại vô cùng giản dị, phòng khách cũng như những nhà bình thường khác, Hoài Linh treo bức ảnh fan vẽ tặng khá trang trọng ở đây. Nam danh hài để lộ một góc phòng ngủ, ông cũng dùng tủ vải như ai. Phòng ngủ của Hoài Linh treo hình ông và chăn ga gối nệm như thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Một góc phòng khách nhà Hoài Linh, phòng ăn của nam danh hài cũng giản dị như chính con người ông. Sân vườn nhà Hoài Linh trồng khá nhiều cây xanh và hoa kiểng, đúng với tính cách yêu và gần gũi với thiên nhiên của ông. Không dự đám cưới người yêu cũ như Mai Hồ đã đành, Khánh Thi và loạt sao đến mà tặng quà này thì cô dâu khóc thét. Nhìn món quà mà nghe bài phát biểu của Khánh Thi trong đám cưới bạn trai cũ Chí Anh thì liệu cô dâu có tức điên? Những cặp sao Việt sau khi chia tay, nhiều đôi còn không nhìn mặt nhau, thậm chí dành những lời vô cùng cay đắng cho nhau. Ấy vậy mà vẫn có đôi giữ được mối quan hệ bạn bè, nhưng số này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những đôi giữ được mối quan hệ bạn bè vẫn giúp đỡ nói chuyện vui vẻ với nhau, đáng nể nhất phải kể đến Khánh Thi, Chí An, Harry Won và Tiến Đạt. Và điều đặc biệt là khi được người cũ mời đi dự đám cưới thì đã có rất nhiều điều ấn tượng xảy ra. Cùng xem các sao Việt phản ứng như thế nào khi được người yêu cũ mời hoặc đến dự đám cưới. Đầu tiên là Tiến Đạt, sau khi kết thúc mối tình 9 năm với Harry thì anh vẫn hết lòng giúp đỡ và bảo vệ bạn gái cũ. Tuy nhiên trong đám cưới của Harry Won với Trấn Thành thì dù đã được mời nhưng nam rapper đã không đến, một phần lý do cũng vì ngày đó trùng với đám cưới của em gái anh. Mai Hồ cũng được bạn trai cũ Trấn Thành mời dự đám cưới,
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ thì cô đã quyết định không đến để vẹn đôi đường. Cô còn đích thân trình bày lý do trên trang cá nhân để tránh những hiểu lầm không đáng có. Bên cạnh những người không đi, vẫn có những người vui vẻ đến chúc phúc cho người cũ như Khánh Thi. Kiện tướng Dashboard ăn mặc lộng lẫy, gương mặt rất vui khi cùng ông xã đến dự đám cưới của bạn trai cũ Chí Anh. Ngoài ra khi được mời lên phát biểu, Khánh Thi nói, bạn bè bảo đến đây Khánh Thi sẽ khóc, nhưng không, Khánh Thi sẽ cười và gửi tặng Chí Anh một bộ phim ngắn với sự quy tụ của các bạn bè. Đoạn clip sau đó có sự xuất hiện của nữ kiện tướng Dashboard và Kubi. Cô chúc Chí Anh trở thành người đàn ông của gia đình và luôn bận rộn vì Dashboard. Khánh Thi phát biểu đầy tự tin trong đám cưới bạn trai cũ. Trước kia, Trương Nam Thành cũng yêu một cô gái tên Hoàng Yến hơn anh 4 tuổi. Sau khi chia tay vài tháng thì Hoàng Yến tổ chức đám cưới. Dù không được mời nhưng Trương Nam Thành vẫn quyết đến dự. Dù cô dâu rất vui vẻ nhưng những người trong gia đình bạn gái cũ của anh không bằng lòng ra mặt. Không đến tay không. Nam người mẫu còn tặng bạn gái cũ bó hoa được gói bằng loạt giấy in hình đồng tiền đô la rất nổi bật. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng anh quá thâm sâu khi mượn việc tặng hoa để chỉ trích khéo cô dâu vì tiền mà rời xa mình. Trương Nam Thành tặng cô dâu bó hoa được gói trong giấy in hình tiền đô la. Dù là khách không mời mà đến, nhưng cả cô dâu và chú rể đều rất chào đón Trương Nam Thành. Còn Vĩnh Thụy và Thùy Long cũng từng vướng nghi án yêu nhau một thời gian dài. Dù có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, nhưng cả hai chưa một lần thừa nhận chuyện yêu đương. Ngày Thùy Lâm cưới, Vĩnh Thụy cũng xuất hiện để chúc phúc bạn gái cũ. Anh tỏ ra khá ý tứ, luôn chủ động đứng phía bên chú rể trong các tấm ảnh chụp chung với cặp đôi. Trong khi Vĩnh Thụy khá bẽn lẽn, lúc chụp ảnh chung với cặp vợ chồng Thùy Lâm, thì mẹ của cô dâu đã chủ động gọi anh vào để bớt ảnh cùng gia đình. Bà còn gọi anh là con trai với vẻ mặt rất thân mật. Vĩnh Thụy bẽn lẽn chủ động đứng bên cạnh chú rể. Tuy nhiên Thùy Lâm lại khá thoải mái tươi cười khi chụp với bạn trai cũ. Mẹ Thùy Lâm còn gọi Vĩnh Thụy là con trai, em gái của Hoa hậu cũng rất quý nam người mẫu. Vụ 13 xe đâm liên hoàn ở Sài Gòn, người bị thương nằm kêu gào la liệt. Chiếc ô tô chạy rất nhanh, nó tông và cuốn Tuấn Anh đi một đoạn. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào hai taxi và một ô tô khác đang dừng đèn đỏ, nhân chứng tên Huy kể. Tối 22 tháng 7, hàng trăm người dân tập trung trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tông xe liên hoàn. Theo ghi nhận của zin.vn, 9 xe máy nằm la liệt tại hiện trường kéo dài tới 30m, ô tô 7 chỗ màu trắng biển kiểm soát Bình Dương được cho gây tai nạn bị hư hỏng nặng. Bị chặn lại bởi chiếc taxi Mai Linh, nhiều bộ phận của ô tô cũng vỡ văng tung tóe. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an quận 12 và lực lượng phường Thạnh Lộc đã có mặt để điều tra xử lý tai nạn. Người bị thương nằm la liệt. Theo nhiều người dân, khi tai nạn xảy ra họ nghe những tiếng va chạm ầm ầm. Nhiều người chạy ra thì thấy nhiều xe máy nằm trên đường, người bị thương nằm la liệt. Hiện trường rất kinh hoàng, mấy xe máy nát bét. Tôi thấy nhiều người bị thương đau đớn, kêu gào cầu cứu, trong đó có hai người bị rất nặng, một nhân chứng khoảng 45 tuổi kể. Ngồi thẫn thờ cạnh hiện trường, lâu lâu anh Huy, 29 tuổi, ngụ quận 12, lại cầm bật lửa đốt nén nhang. Theo anh Huy, tối cùng ngày, anh và Đoàn Tuấn Anh, 15 tuổi, quê Cà Mau, chạy hai xe máy lên Lái Thiêu, Bình Dương chơi. Tới đây, bất ngờ chiếc ô tô đang chạy ngược lại, đường rộng chừng 10m, không có giải phân cách cứng. Tông nhiều xe máy rồi lao sang phần đường ngược lại, đâm vào xe của Tuấn Anh cùng nhiều người khác. Chiếc ô tô chạy rất nhanh, tông và cuốn Tuấn Anh đi một đoạn. Nó chỉ dừng lại khi đâm hai taxi và một ô tô khác đang dừng đèn đỏ. Không có các ô tô kia chắn lại, chắc thêm vài người gặp nạn, Huy kể. Theo Huy, lúc đó anh lái xe máy chạy sau, còn Tuấn Anh chạy phía trước. Chiếc ô tô lao thẳng vào xe máy của Tuấn Anh, khiến thiếu niên này ngã ra đường. Tôi thấy nhiều người nằm la liệt, cạnh Tuấn Anh cũng có một người bị thương rất nặng, không biết có qua khỏi không, Huy nói thêm. Sau tai nạn, nhiều bạn bè người làm việc chung với Tuấn Anh đã đến hiện trường, cầm theo nhang để đốt cho người xấu số. Dù hiện trường đã dẹp, đám đông người đã vãn, những thanh niên này vẫn không rời đi. Thêm một nạn nhân tử vong, Chu Hoàng Hồn khi tận mắt chứng kiến vụ việc, bà Nga 50 tuổi cho biết, chiếc xe gây tai nạn chao đảo dữ dội. Mấy người đang hát bỗng ngưng, mấy bà bán hột vịt bỏ chạy, tôi nép vào trong nhìn ra thì thấy chiếc xe đã tông vào nhiều xe máy rồi chao đảo tông vào mấy xe taxi. Một người bàn tán tài xế có chơi hàng đá không mà chạy ghê quá, bà Nga chia sẻ.
Một người sửa xe gần giao lộ Tô Ngọc Vân Hòa Hy Giáp cho biết, khi xảy ra tai nạn, ông đã tức tốc chạy vào công an phường Thạnh Lộc gần đó để báo. Lúc sau, hai xe chuyên dụng của công an đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tôi thấy người đàn ông hơn 60 tuổi lái xe Attila nằm bất động, kẹt giữa ô tô và xe máy. Người này gần như tắt thở, chắc không qua khỏi. Nhân chứng này cho biết thêm. Khuya ngày 22 tháng 7, tại bệnh viện 175, xác nhận thêm một tử vong trong vụ tai nạn. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Công Dũng, 63 tuổi, quê Cần Thơ. Ngoài ra, một nạn nhân khác bị thương nặng đã được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy.